Chỉ với hơn 5 triệu, các bác sẽ sở hữu ngay 5 món phụ kiện tủ bếp không thể thiếu cho mọi gia đình. Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ công năng của căn bếp. Cùng Duzavan khám phá ngay! Giá bát đĩa cố định với 3 kích thước 700, 800 và 900mm, chất liệu inox 304, tải trọng 15kg. Giá bát đĩa cố định có 2 tầng riêng biệt, cho phép chịu được trọng tải lớn. Bộ sản phẩm còn đi kèm một khay hưng nước bằng nhựa cao cấp. Sản phẩm được phủ lớp chống sức nano cực kỳ hiện đại. Giá xong nồi với 3 kích thước 700, 800 và 900mm. Chất liệu inox 304, tải trọng 25kg. Giá xong nồi với kích thước lớn, trang bị hệ thống dây giảm chấn cao cấp, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và nhẹ nhàng. Thùng rác tủ bếp với chất liệu nhựa ABS cao cấp, dung tích 2x20L. Thùng rác được trang bị ray bi, ray hộp giảm chấn. Thiết kế hai khoang riêng biệt trong thùng, giúp phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ một cách tiện dụng. Giá dao thớt với kích thước 300, 350 và 400mm, chất liệu inox 304, tải trọng 25kg. Giá dao thớt sở hữu lớp phủ nano bên ngoài, hạn chế vi khuẩn sinh sôi. Sản phẩm được trang bị khay hứng nước, làm từ nhựa cao cấp PVC. Đựng gạo với chất liệu inox 430. Khả năng chứa 18kg gạo, thiết kế lắp âm trong khoang tủ 200mm. Thùng đựng gạo được thiết kế hiện đại, lấy gạo chỉ bằng một lần nhấn nút, không cần mở nắp hay tháo dây buộc. Tối giản, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện tài chính mọi gia đình. Chỉ với 5 triệu đồng, sở hữu ngay combo phụ kiện tủ bếp hiện đại. Liên hệ em ngay.